Xin chào bạn. Trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái website mà tra cứu tốt về y khoa. Thì như chúng ta biết trong y khoa ấy có những cái website nó rất là tốt, và việc chúng ta tra cứu những cái thông tin về hình ảnh cũng như những thông tin về bệnh, các mùi hôi thảo của nó. Đấy. Thì có những cái website như sau: ACB hoặc là tạp chí của Hoa Kỳ chẳng hạn. Đấy. Đó là những cái website mà chúng ta cần truy cập vào để nắm được những cái thông tin về bệnh tình cũng như nhiều các dữ liệu khác. Đây, những website này. Đây là những cái buổi hội thảo đó là miễn phí ở trên cái website này. acbonline.org. Chúng ta hoàn toàn có thể đăng ký làm thành viên của họ. Đây, rất là nhiều chương trình hội thảo. Thảo qua webinar. Đấy. Hoặc là trang này chẳng hạn, Optodesk. Đây là một cái tài nguyên có rất là nhiều. Giờ nó dành cho hệ thống y tế nữa, thực hành nhóm nữa, và cả cái phòng khám. Có những cái bài báo của các nhà khoa học, các bác sĩ được đưa lên ở ở đây. Chúng ta hoàn toàn có thể nhấn vào thực hành nhóm để tham gia vào cái nhóm của họ. Trang tiếp theo là aafb.org. Đây là trang rất là hay về chăm sóc. Các tạp chí đây, các tạp chí nó có ở ở trên cái này, xin lỗi loát hơi lâu. Hoặc là trang này chẳng hạn. Đấy. Trang này nữa. Đây một trang cũng là quá là hay luôn. Bệnh phổi này. Khi bạn có cái vốn tiếng Anh khá tốt thì việc mà đọc những cái tác phẩm này, những cái dữ liệu này thì nó rất là dễ dàng. Vâng vâng, còn rất là nhiều những cái trang khác. Ví dụ như đây. Trang Hu NML, NLM, Yama Network. Đây. Có rất là nhiều. Và như thế chúng ta đã có được một những cái tạp chí, những cái hội thảo khoa học, những cái dữ liệu, những cái chương trình cập nhật được tin tức về y khoa tốt nhất từ từ thế giới, từ các nước tiên tiến. Và hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần lần tiếp theo.